Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33. Ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt, 33 giải vàng, 62 giải bạc và 139 bằng khen cho các tác phẩm xuất sắc ở 9 thể loại. Đài phát thanh truyền hình Nghệ An xuất sắc đạt 2 giải vàng, 2 giải bạc, 1 bằng khen. Ngoài đơn vị đăng cai là Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An là đại địa phương đạt được nhiều giải thưởng cao nhất tại liên hoan lần này. Và chúng tôi xin mời các đại diện của các tác phẩm giành được giải vàng thể loại chuyên đề khoa giáo và chương trình dành cho thiếu nhi. Xin chúc mừng chương trình Chim trời về đâu, tác giả Thanh Hùng. Với những cảnh quay đẹp, truyền hình sinh động, lời bình sâu sắc và được giải hấp dẫn, tác phẩm Chim trời về đâu của nhà báo Thanh Hùng, phòng chuyên đề tuyên truyền pháp luật cải cách hành chính, và Hồn Anh ngủ đơi tắt lưng em của nhóm tác giả Xuân Lộc, Ngân Huyền và Thế Toàn, phòng văn nghệ giải trí, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An đã thuyết phục được các giám khảo để giành những điểm số cao nhất, đạt giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33. Đối với nghệ sĩ ưu tú Bùi Xuân Lộc, đây không phải là lần đầu tiên các tác phẩm do nhà báo làm đạo diễn đạt giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc. Nhưng nếu những tác phẩm dự thi trước đó được đạo diễn khai thác về đề tài tình yêu trong chiến tranh thuộc thể loại ca múa nhạc, thì lần này tác phẩm được khai thác đề tài mới và thể loại mới về tình yêu và bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Tôi thì tôi vẫn cứ thấy rằng là trong cái tình yêu thì đối với người dân tộc thiểu số, nhất là người Mông ấy, thì tình yêu của họ rất là đằm thắm, mà nó rất là đẹp. Mà có thể nói rằng là cái tình yêu của người Mông ấy, nó gắn liền với cái cuộc sống của trên cái thảo nguyên, nó vừa cao, nó mênh mang, cho nên rất là phóng khoáng. Đấy, thì trăn trở thì nhiều, nhưng mà nói thật là để mà tìm được một cái người diễn viên mà lại biết hát tiếng Mông rất khó. Thì chính là cái đó mà tôi cũng ấp ủ mà tôi đặt nên làm nên là cái tác phẩm. Cùng với 2 giải vàng, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An còn đạt được 2 giải bạc là tác phẩm Vượt thủng của nhóm tác giả Hoàng Quyền, Trần Minh, Trường Ca, phòng thời sự. Khúc đồng giao cho em, nhóm tác giả Phương Thúy, Thế Toàn, phòng văn nghệ giải trí. Và một bằng khen cho phim tài liệu Người hóa giải nọc độc rắn của Đài truyền thanh truyền hình huyện Tân Kỳ. Với kết quả này, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An và Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh, đơn vị đăng cai liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay, là 2 đài địa phương đạt được nhiều giải thưởng cao nhất tại liên hoan truyền hình toàn quốc. Tại liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2012, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An có 4 tác phẩm đạt giải vàng. Và năm nay, liên hoan truyền hình toàn quốc tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, đài giành 2 giải vàng. Đây là một kết quả xuất sắc, thể hiện sự tâm huyết, đam mê và sáng tạo, nhất là khả năng bắt kịp xu hướng làm truyền hình hiện đại của đội ngũ phóng viên, quay phim và kỹ thuật viên của đài, không thua kém các đài truyền hình lớn trong cả nước và các đài truyền hình khu vực của VTV. Với các chương trình phát thanh truyền hình ngày càng đổi mới, có tính chiến đấu cao, nhiều vấn đề nóng, vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm, được đài phát thanh truyền hình Nghệ An phản ánh, trong đó nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao trong các buổi liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc, giải thưởng báo chí chất lượng cao, đã khẳng định chất lượng và vị thế của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An trong hệ thống truyền hình toàn quốc. Và đây sẽ là tiền đề để đài nỗ lực phát triển, đáp ứng chức năng của Đài phát thanh truyền hình khu vực. Đài phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị khán giả trong và ngoài tỉnh các tác phẩm xuất sắc đạt giải cao tại liên hoan trong các chương trình của NTV.